Lịch ngày tốt, xin chào các bạn. Hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2019 của 12 con giáp. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này được chính tài ủng hộ nên chuyện tiền bạc chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Bản mệnh chăm chỉ làm việc nên những gì nhận được hoàn toàn xứng đáng. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng để ngày tốt xem ngày sau đây nhé. Tử vi tuổi Tý. Xem tử vi thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2019, người tuổi Tý được tam hợp cục nâng đỡ, chuyện tình cảm của bản mệnh có những dấu hiệu tăng tiến tốt đẹp, vợ chồng lúc nào cũng yêu thương nhau thắm thiết. Bạn và người ấy cũng có những lúc bất đồng, tranh cãi, nhưng trên hết các bạn biết đâu là điểm dừng, không để cho những mâu thuẫn biến thành những rạn nứt trong tình cảm, đẩy hai người ra xa nhau. Chinh ấn xuất hiện giúp vận trình công việc và tài lộc của những chú chuột luôn gặp suôn sẻ cho mọi mặt. Bản mệnh làm việc chăm chỉ, hiệu quả công việc lên mức cao nhất. Do đó, bạn có khả năng sẽ nhận được một phần thưởng khá khá trong ngày hôm nay. Tử vi tuổi Giáp Tý, kim, quý nhân trợ vận, tài lộc dồi dào. Tử vi tuổi Bính Tý, thủy, bình tĩnh lựa chọn, đừng vội vàng để dễ mắc sai lầm. Tử vi tuổi Mậu Tý, hỏa, thu nhập vững vàng ổn thỏa, gia đạo êm ấm hạnh phúc. Tử vi tuổi Canh Tý, thổ, không lo lắng về tiền bạc, thoải mái chi tiêu. Tử vi tuổi Nhâm Tý, mộc, trân trọng những gì mình đang có. Con số may mắn 3, 7, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường xanh lục, trắng, quý nhân phù trợ, Dậu, Thân, Tỵ. Tử vi tuổi Sửu. Xem tử vi hàng ngày, người tuổi Sửu được chính tài nâng đỡ, vận trình tài lộc có nhiều bước tăng tiến. Bản mệnh biết kiểm soát chi tiêu của bản thân và đưa ra những kế hoạch quản lý tài chính khoa học. Ngày thổ sinh xuất cho kim, chuyện tình cảm của người tuổi Sửu đang có những dấu hiệu của rạn nứt, tranh cãi bùng nổ từ những vấn đề tưởng chừng quá đỗi nhỏ nhặt. Những lời nói lúc nóng giận sẽ khiến cho mọi chuyện càng đi xa. Những lúc không khống chế được cảm xúc, con giáp này đã nói ra những lời khiến cho người khác bị tổn thương, tình cảm theo đó mà cũng dần phai nhạt. Hãy là người kiểm soát được cảm xúc, chứ đừng để cảm xúc lấn át mình. Tử vi tuổi Ất Sửu, kim, thận trọng và cân nhắc cho chi tiêu hợp lý. Tử vi tuổi Đinh Sửu, thủy, đừng quá tin tưởng người khác. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, hỏa, tình duyên không thuận lợi, đôi lứa dễ nảy sinh mâu thuẫn. Tử vi tuổi Tân Sửu, thổ, lời nói lúc nóng giận có thể làm cho người khác tổn thương. Tử vi tuổi Quý Sửu, mộc, tài lộc thăng tiến do có kế hoạch quản lý tài chính khoa học. Con số may mắn 1, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Mão, Hợi. Tử vi tuổi Dần. Xem tử vi thứ 6 ngày 13 tháng 12 năm 2019, Dần Thân tương xung, tình cảm vợ chồng chẳng được như thuở ban đầu mà cứ nhạt phai dần theo thời gian. Bạn muốn cứu vãn nhưng sự cố gắng chỉ từ một phía, khó có thể thành công. Tình yêu lớn lên trong sự nghi ngờ và đôi khi chết trước sự thật được biết rõ chắc chắn. Thay vì nghi ngờ, hãy quan tâm và chăm sóc nhiều hơn. Tỷ Kiền xuất hiện trong ngày thứ 6 này, dự báo vận trình tài lộc của người tuổi Dần có những dấu hiệu xuống dốc trầm trọng. Mâu thuẫn phe phái, tranh đoạt quyền lợi, đầu đà lẫn nhau khiến cho bản mệnh dễ mất tuyệt an và những chuyện vô nghĩa. Bạn nên tránh xa những vụ tranh chấp, ẩu đả. Tử vi tuổi Giáp Dần, thủy, xui xẻo nối tiếp nhau xảy đến, dễ mất tiền oan. Tử vi tuổi Bính Dần, hỏa, tình cảm vợ chồng phai nhạt dần nên dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Dần, thổ, tiểu nhân quấy phá, cẩn trọng kẻo mắc bẫy. Tử vi tuổi Canh Dần, mộc, đừng để mình lơ đễnh mà ảnh hưởng đến công việc. Tử vi tuổi Nhâm Dần, kim, nghi ngờ, không tin tưởng nhau là liều thuốc độc, giết chết tình yêu. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, vàng, quý nhân phù trợ, Mùi, Tuất, Hợi. Tử vi tuổi Mão. Tử vi 12 con giáp cho thấy người tuổi Mão dễ gặp bất hòa với bạn bè, đồng nghiệp do có sự xuất hiện của kiếp tài trong ngày hôm nay. Tài lộc theo đó cũng không có nhiều tiến triển. Ngoài ra, bản mệnh đi đâu cũng cần phải cẩn thận, để ý nếu không có kẻ sẽ trộm tiền do sự sơ suất của bản thân.
Cùng lúc đó, trong ngày ngũ hành mộc kim tư khắc, chuyện tình cảm của người tuổi Mão lại có nhiều điều bất cập. Mâu thuẫn nảy sinh liên miên, những mâu thuẫn ấy có thể biến thành chiến tranh lạnh khi mà chẳng ai buồn nói với nhau câu nào. Mặc dù buồn bã nhưng cả hai chưa từng muốn buông tay. Có lẽ tình yêu quá lớn giúp các bạn vẫn giữ được nhau, nhưng đừng để tình trạng này kéo dài quá lâu mà hãy học cách để thấu hiểu nhau hơn. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, tranh cãi liên miên đẩy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau. Tử vi tuổi Đinh Mão, Hòa, mạnh dạn tiến tới mục tiêu phía trước bằng chính sức lực của mình. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, hãy lắng nghe lời khuyên của người đi trước. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, tình cảm mâu thuẫn dễ nảy sinh chiến tranh lạnh. Tử vi tuổi Quý Mão, Kim, cẩn thận túi tiền kẻo bị kẻ xấu móc túi. Con số may mắn 1, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường đen, xanh dương, quý nhân phù trợ, Tuất, Hợi, Mùi. Tử vi tuổi Thìn, Thìn thần bán hợp, xem tử vi ngày 13 tháng 12 năm 2019, người tuổi Thìn đang có một ngày thứ 6 với nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm. Bạn may mắn gặp được người hợp với mình, không chỉ về người ngoại hình, gia cảnh mà quan trọng hơn đó là sự hòa hợp về âm hồn tâm hồn, sự thăng hoa trong tình cảm. Thiên tài xuất hiện, vận trình tài lộc của người tuổi Thìn có nhiều điểm sáng, giúp bản mệnh có thể phát huy tối đa năng lực của bản thân, tài năng của bạn là điều không thể chối bỏ được. Nhờ tài năng của mình, những chú rồng có được cuộc sống thoải mái và sung túc, bởi bạn biết tự tạo cho cơ hội cho mình để có kiếm được nhiều tiền trang trải. Hôm nay sẽ có cơ hội phát tài đến với bản mệnh, hãy nắm giữ nó thật chắc chắn nhé. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hòa, tình cảm thăng hoa, đôi lứa yêu nhau thắm thiết. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, chia sẻ và cho đi để nhận lại được nhiều hơn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, tình cảm dạt dào tạo thành động lực để đôi lứa cùng cố gắng. Tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, tài lộc dồi dào, biết tự tạo ra cơ hội cho mình để kiếm được nhiều tiền. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, trân trọng hiện tại và những gì mình đang có. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường vàng, nâu, quý nhân phù trợ, Tuất, Dậu, Thân. Tử vi tuổi Tỵ, xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Tỵ thân tương phá, người tuổi Tỵ sẽ có một ngày không mấy vui vẻ, mọi chuyện tình cảm chẳng được như ý muốn, chỉ cần một mâu thuẫn nhỏ cũng đủ để thổi bùng cuộc chiến giữa hai người. Tuy tình cảm không được như ý nhưng được thực thần che chở, người tuổi Tỵ đang khá may mắn về chuyện tiền bạc trong ngày hôm nay. Bạn mệnh có thêm những nguồn thu bất ngờ và rủng rỉnh tiền bạc trong tay. Tiền quan trọng nhưng không phải là tất cả. Có tiền, bạn có thể làm được những thứ mình muốn, giúp bản thân và gia đình và những người yêu thương có cuộc sống thoải mái. Song tiền bạc cũng có nhiều mặt tối, đừng để đồng tiền mua chuộc tình cảm của chính mình. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hòa, gia đạo kém an yên. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, muốn vượt qua sóng gió cuộc đời, vợ chồng phải tin tưởng và giúp đỡ lẫn nhau. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, tranh chấp tình cảm đầy khoảng cách giữa hai người ra xa nhau. Tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, công việc ổn thỏa, có cơ hội thăng tiến. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, có những bước tiến rõ ràng trong công việc. Con số may mắn 3, 6, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường đỏ, cam, quý nhân phù trợ, Dậu, Sửu, Thân. Tử vi tuổi Ngọ, thương quan giáng mệnh, xem tử vi thứ 6 của 12 con giáp, người tuổi Ngọ vì thế mà khó được đạt được thành công trong công việc, vận trình tài lộc kéo theo đó cũng giảm sút trầm trọng. Mọi chuyện rắc rối cứ kéo đến bất ngờ khiến cho chú ngựa chẳng kịp trở tay. Những điều bạn dự liệu đều không xảy ra đúng như kế hoạch, khiến bạn bị bối rối và khó có thể ứng phó kịp thời. Trong ngày có ngũ hành hỏa kim xung khắc, vận trình tình cảm của người tuổi Ngọ cũng không khá khẩm hơn là bao. Đôi bên dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã. Hãy kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt. Tử vi tuổi Giáp Ngọ, Kim, công việc có thể gặp rắc rối, khó hoàn thành mục tiêu đã đặt ra. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, tinh duyên trục trặc. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, phát sinh nhiều vấn đề không như mong đợi. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, kiên trì với mục tiêu đã chọn. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, thái độ sống là thứ quyết định rất nhiều điều.
Con số may mắn 5, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ. Màu sắc cát tường: cam, hồng. Quý nhân phù trợ: Tuất, Mão, Dần. Tử vi tuổi Mùi. Người tuổi Mùi trong ngày thứ 6 này được chính tài ủng hộ nên chuyện tiền bạc chẳng cần phải lo lắng gì nhiều. Bạn mệnh chăm chỉ làm việc nên những gì bạn nhận được cũng sẽ hoàn toàn xứng đáng. Bạn có thể tự hào vì mình đã dùng năng lực của bản thân để có được những gì mong muốn. Có điều hôm nay là ngày thổ sinh xuất cho kim nên phần nào ảnh hưởng đến vận trình tình cảm của người tuổi Mùi. Bản mệnh luôn cảm thấy cứ mãi cô đơn giữa dòng đời. Cố gắng làm ai đó yêu bạn cũng khó như cố lựa chọn người yêu. Định mệnh sẽ đến vào lúc bạn không ngờ nhất. Tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu, chúng ta chỉ có thể đi theo tiếng gọi của trái tim và để mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên mà thôi. Gượng ép sẽ không có hạnh phúc. Tử vi tuổi Ất Mùi, kim, tiền bạc dồi dào, không phải lo lắng. Tử vi tuổi Đinh Mùi, thủy, phát huy sở trường của bản thân sẽ thu được những thành tựu rực rỡ. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, hỏa, tinh duyên sùng khắc, đôi lửa dễ lạc mất nhau giữa dòng xoáy cuộc đời. Tử vi tuổi Tân Mùi, thổ, quan hệ bất ổn nên tự nhìn nhận lại bản thân và điều chỉnh kịp thời. Tử vi tuổi Quý Mùi, mộc, đừng cố gắng gượng ép bản thân hay người khác, hãy cứ để vạn sự tùy duyên. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: nâu, cam. Quý nhân phù trợ: hợi, mão, ngọ. Tử vi tuổi Thân. Xem tử vi ngày 13 tháng 12 năm 2019, thiền quan cảnh báo về tai họa tiểu nhân gây ra cho công việc của người tuổi Thân trong ngày thứ 6 này. Tuổi Thân không đủ tinh tế để nhận ra những cạm bẫy mà kẻ xấu bụng kia đã dày công sắp đặt. Bản mệnh nên cẩn trọng với những gì mình làm, đừng để kẻ xấu lợi dụng cơ hội để vụ oan giá họa, gắp lửa bỏ tay người nhé. Những chú khỉ thường có thói quen chi tiêu vô tội vạ, có nhiều tiêu nhiều, chẳng biết hậu quả sẽ ra sao. Vì thế, trong ngày hôm nay, bản mệnh nên cân nhắc chi tiêu hợp lý, tránh để tiền bạc thất thoát vì những khoản không rõ lý do. Ngày hôm nay, kim khí cực vượng sẽ ảnh hưởng đến vấn đề hô hấp và có thể gây ra những sự cố bất thường đối với sức khỏe của bạn. Tuổi Thân cần cực kỳ chú ý đến vấn đề sức khỏe của mình, dù là lúc nào đi chăng nữa. Tử vi tuổi Giáp Thân, thủy, dễ gặp họa tiểu nhân, bị ghen ghét và ám hại, nên cẩn thận. Tử vi tuổi Bính Thân, hỏa, tìm cơ hội để phát triển và khẳng định bản thân. Tử vi tuổi Mậu Thân, thổ, sức khỏe suy giảm nên dành nhiều thời gian hơn chăm sóc bản thân. Tử vi tuổi Canh Thân, mộc, cẩn trọng cho những việc mình làm, đừng để kẻ xấu lợi dụng cơ hội để vụ oan giá họa. Tử vi tuổi Nhâm Thân, kim, cân nhắc chi tiêu hợp lý. Con số may mắn 4, 5, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ. Màu sắc cát tường: trắng, vàng. Quý nhân phù trợ: Tí, Thìn, Dậu. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi hàng ngày của 12 con giáp, Dậu thân tương hội mang đến gia đạo êm ấm, hạnh phúc cho người tuổi Dậu. Vận trình tình cảm của bản mệnh đang trên đà tăng tiến không ngừng. Có lẽ hôm nay chính là ngày mà tình yêu sẽ mỉm cười với bạn và trao cho bạn những cơ hội để được hạnh phúc, được yêu thương và chia sẻ cuộc đời với mình với một người khác nữa. Hôm nay người tuổi Dậu được chính quan chỉ lối dẫn đường nên nhanh chóng lập được nhiều kỳ tích trên con đường sắp tới. Bản mệnh chọn đúng đường đi cho mình nên đỡ được nhiều đường vòng. Những chú gà tự tin vào bản thân mình, dám nghĩ, dám làm, dám đưa ra ý tưởng nếu có bất cứ vấn đề gì. Điều này khiến cho cấp trên ấn tượng thực sự về bản mệnh và có cái nhìn khác về bạn. Vì những thành tích xuất sắc của bản thân, bạn rất có thể sẽ nhận được một phần thưởng bất ngờ hoặc những lời động viên tinh thần khiến bạn lúc nào cũng vui vẻ. Tử vi tuổi Ất Dậu, thủy, công việc luôn gặp thuận lợi. Tử vi tuổi Đinh Dậu, hỏa, tinh duyên như ý, đôi lửa lúc nào cũng mặn nồng. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, thổ, tìm cách hàn gắn mâu thuẫn để gia đạo luôn êm ấm, hạnh phúc. Tử vi tuổi Tân Dậu, mộc, lập được nhiều thành tích trên con đường công danh sự nghiệp. Tử vi tuổi Quý Dậu, kim, dám nghĩ, dám làm, thành công chỉ là chuyện sớm muộn. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường: bạc, vàng. Quý nhân phù trợ: Tỵ, Sửu, Thìn. Tử vi tuổi Tuất.
Xem tử vi ngày 13 tháng 12 năm 2019, người tuổi Tuất đón chào những cơ hội phát triển sự nghiệp vô cùng đáng mơ ước. Thân Tuất tương hội mang tới cho quý nhân tương trợ, bản mệnh có không gian để thể hiện năng lực của bản thân và thiếu theo đuổi đam mê nghề nghiệp, tạo cho mình tương lai tươi sáng rạng ngời. Thiên tài nhập cung, thứ sáu này dù là người làm công ăn lương hay dần kinh doanh thì tuổi Tuất cũng sẽ có một khoản lời khá lớn về tay. Còn giáp này khéo tìm được cơ hội may mắn cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, lòng tham thường vô đáy. Một người càng có tiền nhiều bao nhiêu thì càng muốn nó nhiều thêm bấy nhiêu. Đừng để cuộc đời mình bị tiền bạc ảnh hưởng quá nhiều mà không thể tận hưởng niềm vui cuộc sống. Tử vi tuổi Giáp Tuất, hòa, quý nhân tương trợ, biến nguy thành an. Tử vi tuổi Bình Tuất, thổ, nắm bắt cơ hội, thu được nhiều lợi nhuận. Tử vi tuổi Mậu Tuất, mộc, tinh duyên thảm sắc, vợ chồng vì nhau mà cố gắng. Tử vi tuổi Canh Tuất, kim, đào hoa nở rộ, người độc thân dễ kiếm kiếm được đối tượng phù hợp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, thủy, quý nhân dẫn đường, may mắn ngập tràn. Còn số may mắn 4, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường trắng, nâu, quý nhân phù trợ, thân, dần, ngọ. Tử vi tuổi Hợi, xem lịch ngày tốt, thần Hợi tương hại kéo theo hàng loạt thị phi về mặt tình cảm, khiến cho người tuổi Hợi lâm vào cảnh điều đứng. Người ngoài cứ bàn tán không ngớt về chuyện tình cảm của hai bạn, khiến cho bản mệnh buồn phiền, chán nản. Thiên ấn xuất hiện trong ngày hôm nay báo hiệu rằng những nỗ lực của tuổi Hợi trong thời gian vừa rồi sẽ được đền đáp xứng đáng. Nằm trong top những con giáp chăm chỉ, bản mệnh chẳng bao giờ để lãng phí một giây một phút cuộc đời. Bằng chính tài trí của mình, tuổi Hợi đã thuận lợi vượt qua thử thách gian nan trước mắt, thu được lợi nhuận ngoài sức tưởng tượng, đem đến một ngày tiền bạc rủng rỉnh. Tử vi tuổi Ất Hợi, hòa, tình cảm gặp trở ngại. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, nỗ lực được đền đáp xứng đáng. Tử vi tuổi Kỷ Hợi, mộc, hãy để mọi chuyện tự nhiên, đừng cố gượng ép. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, tiền bạc ùn ùn kéo về do thuận lợi vượt qua thử thách gian lan. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, nên thông cảm và thấu hiểu cho đối phương. Còn số may mắn 5, 8, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường trắng, bạc, quý nhân phù trợ, Tý, Sửu, Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.